vị, với sự biến đổi khí hậu cùng với đó là ô nhiễm môi trường như hiện nay sẽ là một điều rất là đáng lo ngại đối với chị em phụ nữ, bởi vì chúng ta phải đối mặt với vô số các căn bệnh về da như là bị mụn, bị tàn nhang, bị nám và cả dị ứng nữa đó Thanh Uy. Đúng như vậy đó Minh Thư, và hiện nay nám và tàn nhang được xem là một bệnh lý rất khó điều trị. Đòi hỏi người bệnh phải có hiểu biết và lòng kiên trì để giảm thiểu sức tàn phá của nó đến sắc đẹp của mình. Và ngày hôm nay thì Thanh Uy cũng xin giới thiệu đến Minh Thư và quý vị khán giả những biện pháp để chúng ta có thể phòng tránh hiện tượng nám và tàn nhang. Thưa quý vị và các bạn, làn da sạm, nám, tàn nhang cần có một chế độ chăm sóc đặc biệt nhằm hạn chế sự hình thành và phát triển của chúng. Vậy chăm sóc làn da này như thế nào cho đúng cách thì những lời gợi ý sau đây sẽ mang lại những thông tin thật là hữu ích cho làn da sạm, nám, tàn nhang của quý vị và các bạn. Xin chào chị Tú. Thưa chị, không biết là chúng ta nên chăm sóc cho làn da bị sạm, nám, tàn nhang như thế nào cho đúng cách ạ? Đầu tiên thì đối với cái việc bị sạm nám thì mình cần phải sử dụng những cái sản phẩm dưỡng trắng. Thí dụ như mình sẽ sử dụng những cái tinh chất nè làm trắng, rồi sữa dưỡng trắng, và mình sẽ sử dụng thêm những cái đặc trị riêng cho cái vùng này và mình thoa ở trên vùng đó. Ngoài ra thì một tuần mình cũng nên sử dụng những cái sản phẩm như là mặt nạ làm trắng để mình tăng cường cái hiệu quả làm trắng da, cải thiện sạm nám. Và bên cạnh đó thì hàng ngày khi mà mình ra nắng thì mình cần phải sử dụng những cái sản phẩm chống nắng, và đặc biệt là những cái sản phẩm chống nắng có độ bảo vệ cao và có chống thêm tia, cho như vậy thì da của mình sẽ được an toàn hơn. Thưa chị, đối với những cái loại da khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm kem chống nắng khác nhau để chăm sóc phải không ạ? Đúng rồi, với mỗi một loại da thì mình sẽ có những cái sản phẩm phù hợp. Ví dụ như da nhờn thì do cái lượng nhờn bài tiết nhiều, mình cũng sẽ sử dụng những sản phẩm làm trắng. Tuy nhiên là mình sẽ sử dụng cái sản phẩm mà nó có cái độ khô thoáng cao, ví dụ như là tinh chất và sữa dưỡng. Rồi mình khi sử dụng, nếu mà có dùng kem thì mình tránh để mà thoa những cái vùng mà có cái lượng nhờn bài tiết nhiều. Rồi bên cạnh đó thì da khô thì mình sử dụng sản phẩm làm trắng mà mình chọn là sản phẩm là có nhiều độ ẩm là kem chẳng hạn. Rồi và đối với những làn da nhạy cảm á, thì mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà nó dịu nhẹ và an toàn đối với làn da nhưng mà nó cũng có tính năng làm trắng. Thưa chị, đối với những làn da đã bị sạm, nám, tàn nhang thì chúng ta cần nên lựa chọn mỹ phẩm như thế nào và trang điểm như thế nào để hạn chế sự hình thành và phát triển của sạm, nám, tàn nhang thưa chị? Đối với những cái làn da mà bị sạm nám á, thì như hồi nãy tôi có chia sẻ là mình cần phải sử dụng những cái sản phẩm đặc trị những cái đốm nâu, và khi mà mình trang điểm á, thì mình nên dưỡng da phía dưới để cái lớp nền của mình mịn đẹp, và khi mà trang điểm như vậy thì cần sử dụng những cái sản phẩm mà có cái độ chống nắng để bảo vệ làn da. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Tú rất nhiều. Là những hòn đá vô tri vô giác từ thiên nhiên, cộng với bàn tay tài hoa của con người, những viên đá ấy đã được nâng lên một tầm giá trị khi nó đi vào cuộc sống. Và với óc sáng tạo của người